xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng một lần nữa quay trở về với kênh của Quân Auto. Và tiếp tục các cái video thì ngày hôm nay em sẽ lên video giới thiệu đến tất cả các bác cũng như là cho các bác tham khảo thêm một cái dòng mic bãi Đài Loan. Đây là một dòng mic bãi nhá, mà bên em đợt vừa rồi là bên em thực sự các bác rằng bên Trung Quốc thì là họ mới đợt vừa rồi họ lắp cái phòng hát ở ngoài, ở bên đấy thì có hơn 20 bộ cơ. Thế nhưng mà em lấy được có 10 bộ thôi. Đấy, thanh lý phòng hát ở bên kia chính vì thế còn rất là mới. Mới đi vào hoạt động được khoảng tầm hơn 1 tháng thôi mà đã phải đóng cửa rồi. Thế chính vì thế là em thanh lý được cái đống lô mic này. Được chưa? Mic rất là đẹp, mic bãi Đài Loan nhá. ULX9908. Được chưa? ULX908. Đây các bác nhá. Đây là dòng mic bãi Đài Loan 6 số có cảm biến tự ngắt các bác nhá. Có cảm biến tự ngắt, được chưa? Đây đầu thu này, rất là đẹp này. Em sẽ bỏ ra một cái cho các bác xem đằng sau luôn. Mic này thì các bác có thể làm sự kiện được luôn nhá. Có thể làm sự kiện chống cháy quá là ok luôn, bởi vì sóng này rất là tốt. Em bao sóng cho các bác 5-60m luôn thoải mái. Đấy, đằng sau hai jack music này các bác có thể kết nối bằng mixer này. Jack 6 ly kết hợp cả hai bên này. Hàng còn rất là đẹp luôn nhá. Hàng bãi thì mà thực ra là sử dụng được rất là ít thôi, chính vì thế là còn rất là đẹp. Dạ. Còn rất là đẹp, em giới thiệu qua một chút cho em báo luôn cho các bác giá. Em test luôn chất âm cho các bác xem. Đấy. Được chưa? Đây là hàng 6 số tự ngắt các bác nhá. Đây này. Cho các bác xem cái tay của nó này. Quá là chất lượng luôn. Ok các bác đi qua cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh, nút đỏ phía dưới mà chưa đăng ký nhá. Đây. Những cái tay của nó đây. Tay còn đẹp 95% luôn. Em khẳng định các bác đẹp 95% luôn. Bởi vì bên kia họ sử dụng được 1 tháng rồi. Mà trong vòng 1 tháng rồi thì không phải là ngày nào họ cũng sử dụng các bác nhá. Không phải ngày nào họ cũng sử dụng, chính vì thế là gần như là mới luôn. Được chưa? Nó gần như là mới. Đấy, chính vì thế là những cái bộ mic này thì bên em thì thực sự các bác rằng rất là hiếm khi mới gặp được những cái bộ mic này. Hàng 6 số, được chưa? 6 số có cảm biến tự ngắt nhá. Đây em sẽ cho các bác xem tay đây. Đây, từ từ các bác đợi em tí em mở cho các bác xem cái tay. Siêu quá. Được chưa? Đây, để cho các bác xem này. Đây là một dòng côn trắng nhá, của Đài Loan nhá. Côn này thì rất là tiếng rất là dày, rất dày ấm, không khác thì côn của Bayer cả các bác nhá. Được chưa? Đấy, con này sử dụng vỉ xanh này. Hàng còn đẹp lên đến 95-97% luôn, bởi vì là bên kia họ không có sử dụng các bác. Thế chính vì như vậy là em thanh lý được số lượng không có nhiều. Ở đây chỉ có 10 bộ duy nhất thôi. Cho bác nào nhanh tay và bên em sẽ thử test cho các bác chất âm. Được chưa? Test cho bác cái chất âm. Sau cái đấy em sẽ báo luôn cho các bác một cái giá cực kỳ tốt để các bác chơi nhá. Đây này, hiện tại cái tay mic này em đang bật này nhá. Đây cái tay mic em hiện tại đang bật này. Lực 1 2 6. Đây em thử tiếng mic bầu cho các bác xem nhé. Lực 1 2 6 7. Đầu thu có báo pin các bác nhá. Đầu thu và tay có báo pin, được chưa? Đầu thu và tay đều có báo pin nhá. Hàng 6 số cảm biến tự nhiệt, tự ngắt các bác nhá. Đây. Lực. Đây này các bác này. Đấy, nó vẫn bắt nhá. Nhưng các bác chỉ cần để nguyên từ 3 đến 5 giây là tay mic nó sẽ cảm biến, nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Đấy, và hiện tại nó đã tự ngắt rồi này. Nó hiện cái chữ mute ở đây, tức là tự ngắt này. Đây. Được chưa? Không hề bắt. Nhưng khi các bác cầm tay vào này. Đấy, là có thể là nó lên luôn, được chưa? Mic 6 số cảm biến tự ngắt. Và bây giờ em sẽ báo luôn cho các bác một cái giá rất là tốt để cho các bác chơi này. Em báo luôn cho các bác giá rất là tốt để cho tất cả các bác cùng chơi. Và sau đấy em sẽ cùng test một chút karaoke để cho tất cả các bác cùng tham khảo với những bộ mic này nhá. Số lượng em không có nhiều, chỉ có 10 bộ duy nhất thôi. Thế chính vì thế là các bác sẽ cùng tham khảo cũng như là nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin cho em qua số điện thoại là 0982 838695. Và với những cái bộ mic bãi Đài Loan, đây là một cái dòng mic bãi Đài Loan mà em thanh lý được của phòng hát bên Trung Quốc. Đấy đó. Thì ngày hôm nay với những bộ mic này em sẽ để cho các bác một cái giá rất là tốt thôi. 2.200.000 em sẽ bao ship và tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác nhé. 2.200.000 em sẽ tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện và bao ship cho tất cả các bác. Được chưa? Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy. 2.200.000 một bộ hàng 6 số có cảm biến tự ngắt. Được chưa? Bãi Đài Loan thanh lý phòng hát. Ok, bây giờ em sẽ cùng test một chút nhạc để cho tất cả các bác cùng tham khảo với những bộ mic này. Đây ok, em sẽ test một chút karaoke. Ok.
nhá, để tay mic này nhá. Lần 1, 2, 6, 7. Tiếng rất là đều dài các bác nhá, tiếng rất đều dài luôn. Hướng trước một người thăm tôi, năm này thì sắp tới, nên tôi chưa trả lời. Hôm nay sắp hết rồi, tình bạn sớm trong tôi, hương này mấy câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung đôi, hơi gian vàng son ngắn ngồi qua rồi. Buồn nhiên món nợ không vay, chứ trả cho thầy. Người đọc háo giấy viết mòn bàn tay. Ok, em chỉ test qua một chút cho tất cả các bác cùng tham khảo qua cái chất âm cũng như là của cái bộ mic ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì như video em đã lên cho tất cả các bác nhé. Bên em thanh lý được của phòng hát ở bên Trung Quốc được số lượng là 10 bộ mic bãi Đài Loan, nhãn hiệu là ULX908. Thì với 10 bộ mic này thì như em đã cho các bác cùng xem qua, tham khảo qua cái đầu thu này, cũng như là những cái tay chân của nó, được chưa? Và đặc biệt ngày hôm nay thì bên em sẽ bán các bác giá rất là tốt thôi, 2.200.000 một bộ. Em sẽ bao ship và tặng đầy đủ dây giác phụ kiện cho các bác. Các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0982 838695, hoặc là tìm Facebook, Zalo cho em qua số điện thoại đấy nhá, để nhắn tin đặt hàng với những bộ mic này. Và số lượng em không có nhiều đâu, chỉ có 10 bộ duy nhất thôi. Và đặc biệt cái giá thành của rất là tốt. Trên thị trường hiện tại cái bộ mic này, nếu như ở bên Trung Quốc hiện tại bên công ty đang bán với cái giá là 3.500.000, được chưa? 3.500.000 một bộ. Thế nhưng bên em thanh lý được, được chưa? Thanh lý được của phòng hát, cho nên là cái giá rất là tốt, chỉ có 2.200.000. Các bác nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại trên bài viết nhá. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều.